tập 1. Đại tướng quân, chúng tôi đã chiếm lĩnh được vương cung. Kẻ nào không thuần phục, giết ngay tại chỗ. Đánh trống gõ chuông, triệu tập bách quan, mau mời thái thượng vương đăng cơ. Mời bệ hạ dùng thuốc. Người đâu? Có nô tài. Ninh An, kẻ nào to gan dám đánh trống gõ chuông bên ngoài thế? Nô tài không biết. Mau đi xem. Dạ. Chạy đi đâu? Bắt lấy. Rõ. Làm ơn, các ngươi muốn làm phản nữa. Hôm nay bọn ta muốn làm phản đấy. Ngươi làm gì được nào? Ninh An à, Ninh An, hôm nay ta không băm vằm ngươi thành trăm mảnh thì ta cũng cùng một hạng với ngươi. Công công, xin công công tha mạng. Nô tài nhất thời hồ đồ, đắc tội với công công, xin công công tha mạng. Yên tâm, ta không giết ngươi đâu. Ta sẽ giao ngươi cho thái thượng vương định đoạt. Giải đi, đi. Nô tài to gan, dám tự ý xông vào Thái Cực Cung. Ngươi muốn gì? Nô tài Lam Ân khấu kiến Vĩnh Gia Hầu. Ngươi gọi là gì? Vĩnh Gia Hầu. Hỗn xược. Thánh chỉ đến. Thánh chỉ. Nực cười. Quả nhân đang đau ốm, ba hôm nay chưa ra khỏi tẩm cung. Thánh chỉ ở đâu ra chứ? Kẻ nào dám to gan phạm thượng? Các ngươi muốn làm phản? Phụng thiên thừa vận, vệ vương chiếu viết, kể từ hôm nay bãi bỏ vương vị của Minh Vương Trọng Hào, giáng xuống làm Vĩnh Gia Hầu. Khâm thử. Phế vương vị của quả nhân. Ai ra thánh chỉ này vậy? Là ta. Người dám cướp ngôi? Người cướp ngôi là ngươi. Ta chỉ lấy lại thứ bị ngươi cướp mất. Cướp mất. Năm xưa ngươi quá tin gian thần, khiến Giang Sơn đại vệ bị ngoại tộc xâm lược. Là Thái hậu và chúng thần ép quả nhân đăng cơ. Quả nhân dốc hết sức mình bảo vệ Giang Sơn đại vệ. Lúc đó ngươi ở đâu hả?
Ta vốn có thể về nước sớm, nhưng ngươi tìm mọi cách ngăn cản, khiến ta lưu lạc ở man tộc nhiều năm. Sau khi ta về nước, ngươi tìm mọi cách làm nhục ta. Chính ngươi đã hại chết Tô Á. Tất cả là tại ngươi. Trách ta đã quá nhân từ tha cho ngươi. Đáng lẽ ta phải giết ngươi từ lâu rồi. Nói ta hại chết Tô Á. Thế còn Hy Khang của ta, cả Tử Yên nữa, bọn họ là do ai giết? Phải trách ngươi đã làm quá nhiều việc ác. Giờ ông trời đang trừng phạt ngươi. Bệ hạ, bệ hạ, đừng mà. Nàng đến làm gì? Bệ hạ, để tình đệ ấy là vương đệ của chàng, hãy tha cho đệ ấy. Xin chàng đấy. Vương đệ, lúc gì được ta? Hắn có coi ta là vương huynh không? Để đoạt lại vương vị, ngươi giả ngây giả dại, ngươi còn bỉ ổi hơn ta. Đừng, đừng mà. Xin bệ hạ nể tình huynh đệ. Đừng cản ta. Nương nương, hôm nay ta phải giết ngươi. Nương nương, cố lên. Cố lên. Nương nương, sắp được rồi. Cố lên. Dặn mạnh vào. Tử thần cung sinh chưa? Tử thần cung sinh chưa? Cố lên nương nương. Dặn mạnh vào. Cố lên. Cô ta sinh chưa? Nương nương yên tâm, Ngô phu nhân vẫn chưa sinh. Nương nương cố lên. Ta nhất định phải sinh hạ hoàng tử trước cô ta. Nếu không ta sẽ giết tất cả các ngươi. Nương nương cố lên. Cố lên. Nương nương cố lên. Nương nương dặn đi. Cố lên nương nương, sắp được rồi. Cố lên. Giúp ta sinh ra đi. Nương nương, mau giúp ta. Quân vương các triều đại của Đại Vệ trên trời linh thiêng, xin hãy phù hộ cho Huyền Hạo hôm nay bình an, có được con nối dõi để tiếp nối sự nghiệp, bảo vệ nước Vệ đời đời bền vững. Công công, thật không? Bệ hạ, nô tài chúc mừng bệ hạ. Nô tài chúc mừng bệ hạ. Vương hậu Triệu Cơ đã sinh hạ rồi. Trai hay gái? Là một hoàng tử. Triệu Cơ. Triệu Cơ. Bệ hạ, đây là hoàng tử của ta. Vâng, mau đưa ta xem. Ta có con trai rồi. Ta có con trai rồi. Ta có con trai rồi. Vâng. Tiểu bá kiến của ta. Tiểu bá kiến. Tiểu bá kiến của ta. Bá kiến. Triệu Cơ, ta đặt tên cho con trai chúng ta là Bá Kiến. Nàng thấy thế nào? Bệ hạ quyết là được rồi. Được. Tiểu Bá Kiến. Bệ hạ, xin bệ hạ phong thưởng cho con trai chúng ta. Phong thưởng. Thần thiếp thay Bá Kiến xin bệ hạ phong thưởng. Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ không nên phong thưởng cho Bá Kiến sao?
nên phong thưởng, nên phong thưởng. Triệu Cơ, nàng sinh hạ hoàng tử cho ta công lao to lớn, ta không những phong thưởng cho Bá Kiến mà còn phải phong thưởng cho nàng. Thần thiếp không cần phong thưởng, chỉ xin bệ hạ phong thưởng cho Bá Kiến, lập nó làm thế tử. Thế tử? Bá Kiến còn nhỏ mà đã phong làm thế tử ngay, e rằng không thỏa đáng. Công công, bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Ngô phu nhân cũng sinh hạ rồi. Là trai hay gái? Là một hoàng tử. Hoàng tử, hoàng tử. Ông trời, đối với Huyền Hạo không bạc, trong một ngày có được hai hoàng tử. Hôm nào đó quả nhân sẽ tổ chức đại lễ tế trời để khấu tạ trời đất. Tận trung, có nô tài. Lập tức khởi giá, quả nhân muốn đi thăm tiểu hoàng tử. Vâng, mời bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Ngô phu nhân, cô luôn đối đầu với ta, ta với cô không đội trời chung. Cười rồi, nó cười với quả nhân. Vâng, đó là hoàng tử của bệ hạ. Thấy bệ hạ đương nhiên là cười rồi. Chồng nó rất giống quả nhân. Xin bệ hạ đặt tên cho Hải Nhi. Đúng rồi, đó là nhị hoàng tử của quả nhân, gọi là Trọng Hào đi. Trọng Hào. Thần thiếp thay Trọng Hào tạ ơn bệ hạ đã đặt tên. Trọng Hào, cười với phụ vương đi nào. Cười đi. Nghe nói vương hậu cũng sinh hạ một hoàng tử. Bệ hạ đúng là song hỷ lâm môn. Thần thiếp chúc mừng bệ hạ. Nàng không có điều gì muốn nói với bản vương ư? Vốn có rất nhiều điều muốn nói với bệ hạ, nhưng gặp bệ hạ rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng cứ nói, không phải ngại. Thần thiếp vốn là một cung nữ, may được bệ hạ không chê, phong làm phu nhân. Hôm nay thần thiếp có thể sinh hạ hoàng tử cho bệ hạ, cũng coi như báo đáp ân điển của bệ hạ. Thần thiếp chỉ mong bệ hạ và Trọng Hào sau này luôn bình an, khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nàng chỉ muốn nói với bản vương những lời đó thôi, không còn chuyện gì khác sao? Còn chuyện gì ạ? Sao nàng không xin sắc phong cho Trọng Hào? Trọng Hào là hoàng tử của bệ hạ, phong hay không trong lòng bệ hạ tự định đoạt. Thần thiếp cần gì phải vội vàng xin sắc phong? Nàng nói rất đúng, trong lòng bản vương tự biết định đoạt. Thần gián nghị đại phu Lăng Triển khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái khanh bình thân, tạ ơn bệ hạ. Hôm nay quả nhân triệu khanh đến là có việc lớn muốn bàn. Bệ hạ triệu vi thần đến có phải muốn bàn chuyện lập thế tử không?
Ai Khanh quả là nhạy bén. Bệ hạ có được hai hoàng tử, khắp thiên hạ đều biết. Vì chuyện này, bệ hạ còn cho tổ chức đại lễ tế trời. Nay vị trí chủ Đông Cung còn trống. Bệ hạ cho Triệu Diêm Vi Thần là quan chủ trì buổi đại lễ tế trời. Chắc chắn là để bàn về việc lập thế tử rồi. Vậy theo ý của Khanh, nên lập ai? Bệ hạ, việc này còn cần suy nghĩ sao? Theo quy định của tổ tiên, đương nhiên là phải lập con trưởng. Con trưởng. Con trưởng. Bệ hạ, đại hoàng tử Bá Kiến là con chính thất. Cho dù là về mặt nào, cũng nên lập làm thế tử. Mong bệ hạ giáng chỉ cho chùa Thái Thường, chuẩn bị tổ chức đại lễ sắc phong thế tử. Nhưng quả nhân thấy, nhị hoàng tử Trọng Hào rất giống quả nhân. Ý của bệ hạ là... Ai Khanh thấy, liệu có khả năng lập nhị hoàng tử Trọng Hào làm thế tử không? Nếu bệ hạ làm vậy, vì thần có chết cũng không dám tiếp chỉ. Khanh... Bệ hạ, giáo huấn tổ tiên có viết, lập trường không lập thứ. Đại hoàng tử Bá Kiến không những là con trưởng, mà còn do chính cung vương hậu Triệu Cơ sinh ra, tức con trưởng của vợ cả. Bệ hạ, theo quy định của tổ tiên, chỉ có thể lập Bá Kiến làm thế tử. Bệ hạ, tuy là vua một nước, nhưng cũng không thể làm trái quy định của tổ tiên. Chẳng lẽ không thể thương lượng? Nếu bệ hạ khăng khăng làm theo ý mình, vậy khẩn cầu bệ hạ hãy chém đầu vi thần trước. Khanh... Khanh đang uy hiếp quả nhân. Vi thần không dám. Được rồi, quả nhân biết rồi. Chuyện này để bàn sau. Bệ hạ. Bệ hạ. Thật là vô lý. Lui đi. Bệ hạ muốn lập con của con tiện nhân đó làm thế tử. Sao bệ hạ lại tuyệt tình như vậy? Bá Kiến của thiếp vừa là con trưởng, vừa là con chính thất. Tại sao bệ hạ không lập nó làm thế tử, mà lại muốn lập con của cung nữ xuất thân hèn mọn? Tức chết đi được. Nương nương, Ngô phu nhân nghe nói nương nương thích ăn long nhãn, nên sai nô tỳ đưa sang cho nương nương thưởng thức. Không ăn, đồ của ta tặng, ta không ăn. Bà Kiến ngoan, bà Kiến đừng khóc, đừng khóc nhá. Mẫu hậu nhất định sẽ đưa con lên ngôi vị thế tử. Bệ hạ là vua một nước, nếu muốn lập nhị hoàng tử làm thế tử thì chỉ cần giáng chỉ, cần gì phải để ý đến sự phản đối của các đại thần. Không đơn giản như ngươi nói đâu. Lập trường không lập thứ là quy định của tổ tiên. Nhưng quả nhân đã nghĩ ra một cách, ngươi xem có được không? Bệ hạ nói xem. Quả nhân muốn đến Thái Miếu xin một quẻ. Nếu các tiên vương đồng ý lập Trọng Hào, quả nhân sẽ không băn khoăn, lo ngại gì nữa. Nếu các tiên vương phản đối, vậy thì đành lập Bá Kiến. Bệ hạ anh minh. Đến Thái Miếu xin quẻ, nghe theo số trời. Mau đi mời Vương Công Công. Vâng. Nô tài tham kiến nương nương. Nương nương làm gì thế? Vâng công công. Sự sống chết của mẹ con ta phụ thuộc cả vào công công. Nương nương có gì xin cứ nói thẳng.
Nương nương làm thế này, nô tài tổn thọ mất. Nương nương, mau đứng dậy đi. Bệ hạ khăng khăng làm theo ý mình, không chịu lập trường, mà một lòng muốn đưa con trai của Ngô phu nhân là Trọng Hào lên làm thế tử. Nếu vậy, mẹ con ta chắc chắn sẽ không có ngày ngóc đầu lên được. Thử nghĩ xem, đợi đến khi bệ hạ 100 tuổi, Trọng Hào lên ngôi, liệu có tha cho vương huynh bá kiến của mình không? Đến lúc đó, đầu lìa khỏi cổ, chỉ bằng mẹ con ta chết cùng nhau bây giờ. Nương nương đừng đau lòng như vậy, sự việc vẫn chưa đến bước đường cùng. Vương công công, nương nương, giờ chỉ có công công mới cứu được mẹ con ta. Nương nương xin cứ nói thẳng, nô tài xin nghe theo sự dặn dò của nương nương. Nương, đây là tội khi quân, mất đầu chứ chẳng chơi. Vương công công, sau này bá kiến đăng cơ, ta nhất định sẽ hậu tạ. Nương nương, không được đâu, nô tài nhát gan. Xin nương nương cho nô tài được suy nghĩ. Để nô tài suy nghĩ đã. Vương công công, hôm nay ta thay mặt bá kiến nhận công công làm á phụ, sau này cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nếu làm trái lại, trời tru đất diệt. Nương nương, thật sự muốn đại hoàng tử nhận nô tài làm á phụ? Ta thay bá kiến khấu đầu trước á phụ. Nương nương, nương nương, nô tài không dám, không dám. Á phụ, nương nương đã coi trọng nô tài như vậy, nô tài dù phải chết cũng nguyện nghe theo lời nương nương. Tạ ơn á phụ. Nương nương mau đứng dậy đi. Nương nương, trên quẻ là chữ gì? Lập trường. Xem ra đây là ý trời. Thánh chỉ tới. Phụng thiên thừa vận, vệ vương chiếu viết. Đại hoàng tử bá kiến là do chính cung vương hậu triệu cơ sinh hạ. Nay theo quy định của tổ tiên, lập làm thế tử, đưa vào đông cung, khâm thử. Vệ vũ vương bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế tử điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Các ái khanh bình thân, tạ ơn bệ hạ. Ngủ ngon quá. Bá kiến. Quân tử hiểu vận mệnh, không thấy mệnh tốt mà vui, không thấy mệnh xấu mà buồn. Quân tử hiểu vận mệnh, không thấy mệnh tốt mà vui, không thấy mệnh xấu mà buồn. Mà phải biết thức thời, biết tiến biết lui, đó mới thật sự là hiểu vận mệnh đạo lý. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Thế tử cẩn thận, nhanh lên nào, nhanh lên. Thế này,
Thế tử, ta không ăn. Ăn một miếng thôi, ta không ăn. Thế tử, mẫu hậu, thế tử đừng chạy nữa. Mẫu hậu, con không muốn ăn, con không ăn đâu. Con thật là... Không bắt được ta đâu, không bắt được đâu. Thế tử, từ từ thôi. Không bắt được ta đâu, không bắt được đâu. Thế tử... Bà Kiến... Bà Kiến... Tại cái bản chết tiệt này... Các người trông thế tử kiểu gì vậy? Người đâu? Người đâu? Dạ, đập vỡ cái bàn này cho ta. Dạ. Ngoan, đừng khóc nữa. Con xem, mẫu hậu chút giận cho con rồi. Trọng Hào, diều bay cao quá. Sao huynh lại giật diều của đệ? Mẫu hậu nói rồi, mọi thứ trong thiên hạ đều là của ta, kể cả đệ. Nhưng diều này là của đệ, nếu huynh muốn thì tự làm một cái đi. Ta không làm, ta thích cái của đệ cơ. Trả cho đệ. Đưa đây. Không trả. Đưa đây, ta không trả. Trả đây. Dám giành đồ của ta. Đều là con của phụ vương, tại sao đệ không thể giành? Đệ thật to gan. Đệ không cho ta diều, ta cũng không để cho đệ chơi nữa. Giờ thì đệ cũng không chơi được nữa. Huynh không cho ta chơi, đệ cũng đừng hòng chơi. Trả diều cho đệ. Không trả. Trả diều cho đệ. Trả diều cho đệ. Không trả. Trả diều cho đệ. Ta không trả đấy. Trả diều đây. Tránh ra. Trọng Hào, dừng tay. Làm phản à? Tránh ra. Trọng Hào. Mẫu hậu. Bà Kiến, không sao chứ? Ngô phu nhân, con trai cô dám đánh thế tử. Thường ngày cô dạy dỗ con thế nào vậy? Trọng Hào, sao con lại đánh vương huynh của mình? Con ấy cướp diều của con. Nực cười. Con trai ta là thế tử, muốn gì mà chẳng có, sao phải đi cướp diều của ngươi? Đúng là huynh ấy cướp diều của con. Chứng cứ đâu? Huynh ấy chặt đứt dây diều, làm con diều bay mất rồi. Im mồm. Quỳ xuống. Mẫu phi. Đồ không biết trên dưới. Quỳ xuống. Con không nghe lời mẫu phi nữa sao? Quỳ xuống. Xin lỗi thế tử đi. Mẫu phi, xin lỗi thế tử đi. Huynh ấy cướp diều của con, còn đánh con, tại sao con phải xin lỗi? Giỏi lắm Ngô phu nhân. Mẹ con cô cậy được bệ hạ sủng ái, dám đánh thế tử. Giờ ta sẽ đi bẩm báo bệ hạ. Mẹ con cô cứ ở đấy mà đợi bệ hạ trách phạt. Bá Kiến, đi thôi.
Mẫu Phi, chuyện hôm nay thật sự không phải lỗi của Hài Nhi. Mẫu Phi biết. Mẫu Phi, tại sao Bá Kiến muốn làm gì thì làm, còn con phải nhẫn nhịn huynh ấy, còn phải nhận lỗi với huynh ấy? Vì Bá Kiến là thế tử, sau này sẽ là vệ vương, cũng là chủ nhân tương lai của con, cho nên con phải học cách nhẫn nhịn. Mẫu Phi, tại sao Bá Kiến được làm thế tử, còn con thì không? Trọng Hào, có một số việc chỉ nghĩ trong đầu thôi, tuyệt đối không được nói ra. Ai bảo con sinh sau Bá Kiến? Ai bảo Mẫu Phi chỉ xuất thân là cung nữ? Trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng. Nhưng chúng ta không được oán trách, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mẫu Phi biết con phải chịu ấm ức, nhưng vẫn bắt con phải xin lỗi Bá Kiến. Bởi vì Bá Kiến là quân chủ tương lai của con. Con nhẫn nhịn thì có thể giữ được tính mạng. Còn nếu ương bướng thì sẽ chẳng có lợi gì cho con cả. Con hiểu không? Con hiểu rồi. Sau này Trọng Hào sẽ không mạo phạm đến Bá Kiến huynh nữa. Thế tử, tú cầu của đệ đẹp quá. Nếu thế tử thích, Trọng Hào hai tay dâng tặng. Vậy đệ chơi cùng ta nhé. Đau không? Không đau, đứng thẳng lên, không được né. Ném vào đầu này. Trọng Hào. Mộng Phi. Bá Kiến, con không sao chứ? Không sao. Trọng Hào, con có sao không? Con không sao. Thế tử làm gì thế? Là để ấy muốn chơi với ta. Để ấy còn nói là không đau. Trẻ con gây lộn cũng là bình thường thôi. Vương hậu. Mẫu Phi, con không đau. Lần này coi như biết điều đấy. Chúng ta đi. Trọng Hào, con không đau. Lần này con không làm sai chứ? Con ngoan. Nước có trung lương, giang sơn bền vững, bốn bể yên ổn. Thế tử điện hạ, xin hỏi tại sao Bá Di và Thúc Tề không chịu ăn thóc của nhà Chu? Vì thóc của nhà Chu không ngon. Nói linh tinh. Hôm qua vừa mới giảng, hôm nay đã quên rồi. Trọng Hào, con trả lời xem. Vì Bá Di và Thúc Tề một lòng trung thành với nhà Thương, sau khi nhà Thương bị nhà Chu lật đổ, hai người đó thà trốn vào núi Thủ Dương chết đói chứ không chịu ăn lương thực của kẻ thù. Tấm lòng trung thành của Bá Di Thúc Tề nhật nguyệt có thể chứng giám. Giỏi lắm. Bá Kiến, con không chăm chỉ học bài, đáng bị phạt. Con là thế tử, thầy dám phạt con nữa. Quân thần, cha con, thầy trò, đó là đạo tam cương. Hôm nay ta là thầy, con là trò. Cho dù bệ hạ có ở đây, ta cũng dám phạt con. Xòe tay ra. Thưa thầy, con xin chịu phạt thay thế tử. Con nói gì? Bá Di Thúc Tề không ăn lương thực của kẻ thù để tỏ lòng trung thành. Vậy con chịu phạt thay thế tử cũng là lẽ đương nhiên. Huống hồ Bá Kiến lại là đại huynh của con. Nhị hoàng tử có tấm lòng nhân hậu, trung hiếu vẹn toàn. Lão phu bái phục. Bá Kiến, sau này con phải nhớ chăm chỉ học hành. Tan học.
Cảm ơn đệ Trọng Hào. Chúc mừng Tân Vương đăng cơ. Mẹ Vũ Vương Huyền Hạo băng hà, Thế tử Bá Kiến nối ngôi, lấy hiệu Vệ Tuyên Vương. Thánh chỉ tới. Phụng Thiên Thừa Vận, Vệ Vương chiếu viết. Hôm nay Tân Vương đăng cơ, đại xá thiên hạ. Phong Vương Hậu Triệu Cơ làm Vương Thái Hậu. Phong Nhị Hoàng Tử Trọng Hào làm Vĩnh Gia Hầu. Lăng Triển làm Đại Tư Đồ. Khuông Kiệt làm Đô Uy Phủ Đô Úy Vương Kinh. Các văn võ bá quan khác đều được phong thưởng. Khâm thử. Tạ ơn Bệ Hạ. Tiên Vương Bệ Hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Nô tài Lam Ân xin nghênh đón Vĩnh Gia Hầu. Nghênh đón Vĩnh Gia Hầu. Đứng dậy đi. Tạ ơn Vĩnh Gia Hầu. Hầu gia ở quen trong vương cung, hầu phủ sơ sài, hầu gia phải chịu ấm ức rồi. Không, ở đây rất tốt. Đây mới là nhà của ta. Lui đi. Vâng. Mẫu phi, cuối cùng Nhi Thần đã có nhà của riêng mình. Sau này Nhi Thần ở đây, không cần phải để ý đến sắc mặt của người khác nữa. Tiểu thư, cuối cùng chúng ta đã đến Đô Thành rồi. Vệ Đô. Tốt quá, chúng ta đến nơi rồi. Tiểu thư, giờ chúng ta đã đến Đô Thành. Chỉ cần chúng ta gặp được Vệ Vương, sau đó chỉnh lên chứng cứ, nỗi oan ức của lão gia sẽ được rửa sạch. Lão gia sẽ sớm được cứu khỏi nhà lao. Vậy chúng ta mau vào thành thôi. Đi.